hai cái chân dưới của cái cục nóng này nó đã bị gãy, do lâu ngày nó bị sét nó gãy nó đứt hết. Chính vậy là trong quá trình hoạt động là cái cục nóng này nó kêu rất là lớn. Đây chúng ta thấy là nó sét một phát, đụng nhẹ là nó rơi rạc ra. Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cái cách khắc phục cái tình trạng là cục nóng của máy lạnh chúng ta trong quá trình hoạt động nó kêu rất là lớn. Thì như chúng ta đã biết á, cái cục nóng này đúng ra thì chúng ta phải đặt ở những cái nơi thoáng mát, tránh cái trường hợp mà chúng ta phải đặt ở trên mái nhà như thế này. Tuy nhiên là do cái điều kiện ở đô thị thì chúng ta không thể nào để ở vách nhà được, bắt buộc chúng ta phải đưa lên nóc. Chính vì vậy thì sau một thời gian sử dụng thì cái cục nóng này có hiện tượng bị rỉ sét. Chính vì vậy là nó thường sẽ gãy các cái chân trụ để chịu cái quạt, cho nên nó phát ra những cái tiếng kêu rất là bất thường. Và sau này nếu như chúng ta không khắc phục kịp thời thì có thể nó sẽ làm hỏng cái cục mà nóng của chúng ta luôn. Bây giờ tôi sẽ tiến hành mở ra để kiểm tra, rồi sau đó cho chúng ta biết được lý do làm sao nó kêu và vị trí nào chúng ta cần phải khắc phục, cần phải sửa chữa nha. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành mở các cái con ốc này xung quanh cái cục nóng của chúng ta. Sau khi mở cái nắp xong, chúng ta quan sát chúng ta thấy là đây là cái phần chân giữ của cái cánh quạt này nó đã bị gãy. Bây giờ chúng ta tiến hành gia cố nó. Xong, thời gian sử dụng gãy luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ mở cái cánh quạt này ra. Đây, chúng ta quan sát trên màn hình. Đây chúng ta thấy hai cái chân dưới của cái cục nóng này nó đã bị gãy, do lâu ngày nó bị sét nó gãy nó đứt hết. Chính vậy là trong quá trình hoạt động là cái cục nóng này nó kêu rất là lớn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách, chúng ta sẽ bắt hai cái chân này lại, chúng ta hàn lại, hoặc là chúng ta dùng ốc bít chúng ta dặn lại, thì như thế là chúng ta đã khắc phục được một cách hết sức là đơn giản, mà chúng ta cũng không cần phải gọi thợ chuyên nghiệp đến làm gì. Đây chúng ta thấy là nó sét một phát, đụng nhẹ là nó rơi rạc ra. Rồi chúng ta làm vệ sinh cho nó tương đối sạch đây. Rồi sau đó là chúng ta sẽ tìm cách chúng ta dùng ốc vít chúng ta dặn lại. Ở đây chúng ta không thể hàn được, ở đây sắt rất là mỏng, chúng ta chỉ có thể dùng ốc vít chúng ta dặn lại mà thôi. Rồi chúng ta dùng một cái cây thước để chúng ta đo cái vị trí, chúng ta có thể cắt luôn cái phần gỉ sét này bỏ. Đây là 5 cm nè, bên đây cũng vậy. Chúng ta dùng tay chúng ta nhấc, chúng ta nhấc cái này ra, chúng ta nhấc cái chân này ra, chúng ta trong quá trình thực hiện nó thao tác nó sẽ được dễ dàng. Chúng ta tận dụng những cái cây thước nhôm như thế này để chúng ta
có thể chế cái chân bắt bằng những con ốc inox thì nó sẽ không có bị reset nữa. Chúng ta đặt sát cái mép này và từ cái chữ L này đến đây, hôm nay chúng ta trừ hao á là 5 cm, thì bây giờ chúng ta sẽ đặt sát đây và chúng ta dùng những cái con ốc inox như thế này, chúng ta bắn vào để giữ. Rồi, tương tự như thế bên này cũng vậy luôn. Rồi, chúng ta chừa khoảng 5 cm. Rồi, coi như là xong. Chúng ta đã chế tạo được một cái chân để giữ cho cái thay cho cái chân nó bị mục, để giữ cho cái cánh quạt nó không bị chao đảo. Thì mặc dù là chỉ bằng nhôm mà tuy nhiên với cái cách sắp xếp như thế này thì nó sẽ rất là vững chãi và nó sẽ rất là bền với thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là lắp vào trong cái máy của chúng ta. Sau khi đặt cái chân vào đúng vị trí thì bây giờ chúng ta tiến hành bắt báo vào đây. Sau khi chúng ta đã cố định được cái vị trí hai cái hướng này rồi thì phần phía trong chúng ta có thể dùng một cái thanh nhôm chúng ta đặt ở dưới. Do là mới nãy là cái đoạn kia, cái vị trí này nó bị bể hết rồi, chính vì vậy là chúng ta phải dùng một cái thanh nhôm để kê cho nó qua cái vị trí mà nó bể, để chúng ta bắt cái chân này vào cho nó chắc chắn. Chúng ta chỉ cần hai con ốc cố định và hai con ốc cố định thanh nhôm này xuống dưới cái bệ của cái cục nóng nữa là xong. Như vậy thì mọi việc chúng ta đã hoàn thành. Cái chân của cái quạt hiện tại là rất là chắc chắn và có thể là sử dụng thêm vài năm nữa. Thì do là tôi phát hiện ra cái chân của cái cục nóng này nó bị gãy vào lúc gần 5 giờ, chính vì vậy là vừa quay video vừa thực hiện, cho nên đến thời điểm này trời cũng đã khá là tối rồi. Chúng ta khắc phục như thế này thì sẽ hạn chế được cái tiền thuê thợ về mà chúng ta thấy hiệu quả rất là cao. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.